Ba về rồi chứ à? Ba chi nè cô chú anh chị, sáng chủ nhật ra mới có 6 giờ mấy là dậy lấy xe ra ngoài đi rồi mọi người. Bây giờ 8 giờ rồi mới về tới nè. Mà hôm nay thường thường xe này của anh là anh để trong nhà xe đó cô chú anh chị, trong gara xe ở trong đó. Nhưng mà hôm nay chuẩn bị cái tủ lạnh người ta đang giao tới nè, cho nên là để ngoài luôn mọi người. Để kỹ thấy ghê chưa? Trời không có mưa gió hết, để ngoài có chút xíu mà cũng bao trùm lại nữa. Chào ông bà cô chú ơi. Xin chào cùng bà con chú. Hello cô chú anh chị ơi, sáng nay là chủ nhật rồi mọi người. Hôm nay thì không biết là đang đi đâu nè, một chút nữa xíu nữa hai anh của Chi sẽ đến hả cô chú anh chị. Anh của Chi đến ngày chủ nhật. Không biết là ba cái Chi muốn dẫn mọi người đi đâu chơi nữa. Kịp chứ mới sáng thấy ba mở. À, mở cái cửa nhà xe ra xong rồi lấy xe đi luôn. Nhưng mà con cẩn thận nha. Chi nó không bao giờ dám xuống dốc hết trơn á cô chú anh chị. Out. Hello Kitty, coming along for the ride. Is that the plan? Hôm nay thì người ta đã giao tủ lạnh đến nè cô chú anh chị. Thì trong tuần này ở bên nhà bếp, chỗ mà mình đặt người ta làm nhà bếp đó cô chú anh chị, thì người ta sẽ giao đồ đến lần lần. Thì đầu thứ hai tuần sau là những người bên xây dựng á, người ta sẽ đến bắt đầu để làm nhà bếp cho Kim đó cô chú anh chị. Sau bao ngày mong đợi luôn, có căn bếp mới cuối cùng thì bây giờ đã bắt đầu là chuẩn bị làm rồi đó mọi người. Cái tủ lạnh Samsung hả cô chú anh chị, tủ lạnh hai cửa mọi người. Cái tủ lạnh nhà Kim đó, nó hơi nhỏ. Mà này Kim, nhà Kim cũng không có mua cái tủ lạnh quá to ha, tủ lạnh hai cửa kiểu mà kiểu American style đó mọi người. Vừa cho hai vợ chồng với một con nhỏ hả cô chú anh chị. Ông cái người đàn ông luôn luôn lúc nào cũng càm ràm. Tại vì cái xe của anh để đây nè, Kim không có vừa mà quét được hết trơn á. Xong rồi bây giờ cái dẫn cái xe ra Kim nói để Kim quét ra không chịu. Để ông quét. Tụi này rất là khó tính khó chịu hết đó mọi người. Luôn càm ràm rất là mệt luôn. Kim không có giờ càm ràm. Nhưng mà ảnh càm ràm. Nó làm gì cũng càm ràm hết trơn. Càm ràm nhưng mà làm nha cô chú anh chị. Miệng nói mà tay làm là miệng phải nói. Không có dễ dàng gì hết trơn với anh á, rất là khó chịu luôn. Tony đang làm đồ ăn sáng nè cô chú anh chị, thịt xông khói với lại trứng luộc đó mọi người. Ảnh không cho Kim làm, đó là chủ nhật để anh làm. Mà Kim nói là để Kim để cái thịt này vô nè, cái gì cái nồi chiên không dầu mà ảnh không cho. Anh không có thích, anh chỉ thích để lò nướng thôi cô chú anh chị. Cho nên là cũng có cô chú anh chị hỏi Kim sao không để cái thịt xông khói đó vô cái nồi chiên không dầu. Lý do là như vậy hả mọi người, Tony không có thích ăn trong nồi chiên không dầu. Anh thích để lò nướng hơn. Thank you honey. Bữa sáng của Kim đã xong rồi. Tony không cho Kim đứng dưới nhà bếp luôn, không cho Kim quay dưới nhà bếp. Cho nên là Kim phải ông bắt Kim là lên đây ngồi đợi. Đây nè, làm xong rồi nè, cũng mời cô chú ơi, rồi bưng sẵn lên luôn. Không cho đứng ở đó, không cho phụ, không cho gì hết, tự làm rồi tự bưng lên. Xin mời cô chú anh chị buổi sáng nha. Sướng không mọi người, sáng ra có chồng làm đồ ăn sáng. Bữa ăn sáng khô khan hết cô chú anh chị, bánh mì sandwich nè. Với lại thịt xông khó như là xong nó với một cái trứng luộc. Thứ sáu thứ bảy Kim đi làm á, cho nên là Kim không có làm video. Hồi nãy giờ Kim ngồi đây, Kim đang tranh thủ làm edit video nhanh nhanh để đăng cho bà cô chú xem. Bên này trời lạnh đó mọi người, cho nên khi nào mình sẵn sàng ăn thì mình nấu hết cô chú anh chị, chứ không có nấu trước. Cho nên là Kim không có làm đồ ăn sáng trước, làm xong để vài phút đó là nó lạnh liền cô chú anh chị. Cho nên là mình vừa làm xong là mình sẽ ăn liền thì nó nóng nó mới ngon mọi người. Cái trứng này là Kim muốn luộc 5 phút đó, tại vì Kim không có muốn ăn, không thích ăn sống không thì nó không biết sao đó, Kim sợ lắm.
Kim thích ăn năm phút gì nè, nó vẫn còn cái mềm mềm ở lòng đào đó, thì ăn nó ngon hơn mọi người. Nani. Cả nhà Kim đang chuẩn bị đi chơi hả cô chú anh chị, đi hội chợ mọi người. Honey Dust Dust Hotel, what's that? Rain Hill Hall and Spa. I know, what's the event now? Events, it's just like a village fair. Là ngay a village. You say about the birthday? Pardon? Say about the birthday of the hotel, how many years? Oh no, it's Rain Hill, 200 years old. À, ngay chỗ Kim ở là cái ngôi làng này là kỷ niệm 20 năm thành lập ngôi làng hả cô chú anh chị. Nên ở đây hôm nay trong ngôi làng có tổ chức một cái buổi hội chợ mọi người. Hai anh của Chi đến nè cô chú anh chị, bây giờ cả nhà Kim sẽ đi. Mà để theo cái xe cho Chi nữa, tại vì rất là xa mọi người. Đi bộ qua khỏi trường học của Chi luôn. Đi bộ là phải hơn 30 phút á. Cho nên là phải đem theo cái xe đẩy này nè. Lỡ mà hồi em Chi mệt là lên lên đây đẩy em hả chứ cô chú anh chị. It's got a maximum weight of 30 kilos. Ba Chi đang la anh hai là cái xe của Chi nó rất là mỏng manh luôn. Anh hai lớn rồi đừng có chạy lên nó gãy là nó hư. Nó cũng có đem theo cái xe đó cho em Chi đi nữa. Nhưng mà sợ là em mệt giữa đường đó cô chú anh chị. Xe đó Chi à, con cẩn thận, con nghe tiếng xe là con phải đi vô lề liền nha Chi nha. Cả nhà Kim đi đây mọi người. Xin được bé. Xin chào Phan. Cả nhà Kim sẽ đi đường bên trong hả cô chú anh chị, cái đường hôm bữa mà Kim đi đó. Cái đường bên trong cái lối đi bộ nè mọi người. Lối rừng cây nè. Cho nó nhanh mà mát mẻ, ít xe nữa cho mấy bạn nhỏ này. Mình đi cái đường này cho nó nhanh nè con à. Em Chi cứ nghĩ là đi bộ trong đây không à. Chi ok. Cái con đường này đi bộ đẹp quá chừng này cô chú anh chị. Hoa hai bên đường. Mà có một cái mùi thơm nhẹ nhẹ từ hoa cỏ nè. Chị thích không? Hoa nhiều quá nè chị nhớ không? Năm ngoái chị ra chụp hình nè. Anh Chi đã mệt rồi nè cô chú anh chị. Đã cho xe đẩy rồi. Dự đoán như thần luôn thấy không? Không có xe làm Chi. Chắc là ba phải cõng Chi. Ở đây ở mỗi ngã tư đường là có cái thùng thư rồi cô chú anh chị. Mình muốn gửi thư á là không cần phải đi đến bưu điện luôn hết mọi người. Cứ để địa chỉ xong dán tem vô là để vô đây sẽ có người đến lấy hết cô chú anh chị. Đây là chỗ Tony đãi tiệc sinh nhật hôm bữa cô chú anh chị. Tony nhìn ở trên mạng thấy là cái trang quảng cáo á là ngày hôm nay nè, ngày 5 tháng 5 mọi người. Kỷ niệm 200 năm thành lập. Có hội chợ, có này nọ tùm lum hết trơn mà sao bây giờ vô đây thấy vắng tay luôn mọi người, không có một tiếng động gì luôn. Không có người nào ra vào hết trơn. Không biết là có đi nhầm chỗ không hay là lộn ngày. Hay là cái gì mà không thấy cái gì hết. Bây giờ anh muốn đi vô đây anh hỏi nè, anh muốn vô trong tiếp tân anh hỏi xem chỗ nào hoặc là ở đâu và khi nào. Đây giống như là một cái cổng của chú anh chị. Đi ra ngoài đây kia không biết là cái gì ở đây nữa. Lúc trước cũng có cái nền nè. Cái này có thể là mùa hè ta để bàn ghế đây nè cô chú anh chị. Tôi nay đã hỏi rồi cô chú anh chị ơi, bây giờ hỏi thì người ta nói là cancel rồi mọi người, là đã bị hủy rồi, không có làm nữa. Cuối cùng đi bộ đến đây không có ai hết trơn. So why they didn't say it cancel? Because apparently they had some problem with the permission to do the party here. Okay. Rồi Chi đi được không? Chỗ này đường dằn lắm con à. Want to get back in the pram. Bây giờ sẽ đi qua bên đây cô chú anh chị. Đi ra ngoài đường đây nè, là đi qua mấy bên kia đường luôn. Là có một cái nhà hàng cô chú anh chị, có sân vườn chỗ ngồi bên ngoài nữa.
Tới nơi này cô chú anh chị, đây nè. Đây giống là local pub đó mọi người. Giống như nhà hàng anh đó cô chú anh chị. Ở trong gọi là gì? Nhà hàng địa phương đó mọi người. Cái nhà này cũng nhìn cũng rất là cổ rồi nè. Xây bằng đá ha, những tảng đá to to là lâu dữ lắm rồi đó cô chú anh chị. Hôm nay cuối tuần mà nắng ấm nữa, ngày mai thứ hai là sẽ là ngày lễ đó cô chú anh chị. Ngày lễ ở đây thì ba chị cũng không có đi làm, ở nhà mọi người. Trong đây có cái giếng nữa mọi người, cái giếng ở trong nhà rất là sâu luôn. Cái nhà này cũng rất là cổ nè mọi người. Bây giờ người ta làm nhà hàng nè. Cái này ngày xưa chắc là ta cũng sửa chữa lại đó, có cái giếng ở trong nhà luôn. Trong nhà có những cái thanh gỗ này là xưa dữ lắm nè cô chú anh chị. Ở trong đây là cái quầy bar hả mọi người. Cái tầng nhà rất là thấp luôn, lúc trước em có ghé vô đây rồi. Tầng nhà rất là thấp mọi người. Có trên đó có một cái lầu nữa. Nhưng mà ở đây người ta ăn nó kia không dám quay đâu. Thôi đi ra chi. Đi ra. Bên đây cũng có chỗ ngồi bên ngoài nữa. Mình ngồi ngoài sân vườn mọi người, tại trời nắng đẹp đó. Ở đây có nhiều người kia không dám quay, kiếm sợ tại vì người ta không thích lên video đâu cô chú anh chị. Rồi chị đi đi. Dạ. Just say okay, Dad. Thanks, Dad. I'll keep it in mind. Okay. That's all you need to say. Người cha. See what she thinks. Em chị đang chơi bên đó rồi cô chú anh chị. Cha, cha đang dạy con một cái bài học để ra đời. Hai cha con đang gây nhau luôn. No, it's not. She falls every day. She's gonna wear it herself. Oh, she won't do it again if she hurts herself. I don't want her walking on that wall. It's too high for her. She falls off. She's just a little baby. And what she do? She cracks her head on the floor. She don't know, Jacob. Stop keep saying you don't. It won't happen. Things happen all the time. Nằm lơ lửng ở trong cái cục đá rồi thấy ghê chưa bà cô chú? Lăn xuống một cái là tiêu luôn. Hai anh đang coi chừng em nè. Hai anh đang giữ chi? Cái chi nó xuống mà nó không chịu xuống, thích nằm trên đó cho nên là hai anh phải ra trông chừng. Anh hai chi á, lúc trước là anh hai chi năm nay là 14 tuổi hả cô chú anh chị. Lúc trước là nói là không có thích quay phim nữa, giờ này có bạn gái rồi mọi người, cho nên là rất là mắc cỡ luôn. Sợ bạn gái xem được video hay sao đó, cho nên là không sao cho quay. Hôm nay là Kim quay đại luôn đó, chứ bình thường mấy lần trước đó là Kim quay là sẽ đi né chỗ khác nha mọi người. Hôm nay là thấy Kim cầm cái điện thoại lên quay mà ảnh vẫn đứng ở đây, ảnh không có né mặt đi chỗ khác á. Right, do you want another Pepsi then? Oh. Another Pepsi. Let me try to reach that stick. Right, I'm gonna go and get honey, Ôi, cái chừng vô mắt chết cớp á con à. Honey, do you want something else then? Right, speaking of which, honey, so what do you want to do about next Sunday? Đây là bữa ăn của Kim hả cô chú anh chị? Đây gọi là roast dinner, beef roast dinner, giống như là bữa ăn truyền thống của ngày chủ nhật đó cô chú anh chị. Có thịt bò nè. Có thịt bò hả cô chú anh chị? Thịt bò này giống như là người ta nấu nó đã mềm rồi đó mọi người. Đây là có khoai tây nghiền, rau củ luộc. Đây là có khoai tây đúc lò. Với lại cái một cái này là cái bánh được gọi là pudding đó mọi người. Yorkshire pudding. Giống như là một loại bánh mì vậy đó. Cái này là nước sốt. Sốt mà trong đây Kim thấy có thịt luôn nè. Làm như cái nước sốt của thịt bò này nè cô chú anh chị, nhìn ngon hấp dẫn quá. Ngon quá, con muốn ăn thử không? Có ba chi rồi, có hamburger. Chi hamburger. This is daddy burger. Jesus Christ. This is chicken honey. Britain hash browns. Look at the flies, honey. Well. Hash browns. Oh, that look nice. Take a bite. Can I have a hash brown? Chị chị ngon. Chị chị ăn cái hamburger đi. Don't go after it. No phone. No phone. I've had a bite. Yeah, you know what? Yeah. Hey, you missed me.
Is it good? Cả nhà bốn cha con đang ăn burger hả mọi người? Phước Kim ăn cái thịt, thịt bò này. Your middle name is Wei Chi. Yeah. My middle name is Stephen. Hello cô chú anh chị, bây giờ cả nhà Kim ăn uống xong luôn rồi mọi người. Bây giờ cũng 5 giờ rồi đó cô chú anh chị. Đi bộ về hả mọi người? Đi bộ về xa lắm đó cô chú anh chị, phải mấy cây số mọi người. Where do you have? Ở bên kia đường có một cái thùng đỏ đỏ mọi người thấy không? Đó cũng là một cái thùng thương đó cô chú anh chị. So what do you want to do? Oh, stop it. Is it on in the garden? Đây nè cô chú anh chị, trên đường về bây giờ ghé đây không chưa có về nữa mọi người. Ra đây xem đá banh đó cô chú anh chị. Ở trong đây có cái kênh ca cộng đó mọi người, xem đá banh được nè. Đây có cái nhà hàng sân vườn đó. Hôm nay chủ nhật là đội Liverpool đá ha mọi người, cho nên là Ba Chi rất là muốn xem luôn đó cô chú anh chị. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video đến đây. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ gia đình Kim nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.